Wow, một chiếc ba lô mới có mặt tại Lekas và có rất là nhiều điều wow mà Lekas muốn chia sẻ với các chị ở trong này. Vậy nên với một trong những sản phẩm mới nhất của Lekas có nhiều điều bất ngờ thì Lekas sẽ đặt tên bạn ấy là Wow ạ. Một phụ kiện lần đầu tiên của Lekas với khóa vàng đồng có thể xoay và mở sang hai bên, vừa tạo điểm nhấn và vừa tạo điểm mới lạ cho sản phẩm. Chiếc túi sách được thiết kế thêm hai dây đeo để các chị có thể sử dụng làm ba lô hoặc có thể tháo ra, cài vào đây và mình sẽ có ngay một chiếc túi đeo vai xinh xắn và nhẹ nhàng. Sản phẩm được sử dụng bằng chất liệu da bò lớp 1 nên lúc nào chạm vào cũng cảm thấy rất là êm ái, thoải mái và cực kỳ là dễ chịu. Cái khóa xoay linh hoạt. Phần nắp được thiết kế bằng da mềm mại. Với nội thất một ngăn chính rộng rãi, một ngăn để thẻ ATM và một ngăn vách. Ngoài ra thì không thể nào thiếu một cái dây móc cực kỳ đặc trưng của Lekas, dây móc chìa khóa thông minh ạ. Với thiết kế một phần quai da tạo cảm giác mềm mại êm ái khi đeo, cùng phần xích thiết kế nổi bật sẽ mang lại đến một cái hình ảnh rất là tuyệt vời khi sử dụng với ba lô Wow ạ. Nếu các anh chị không muốn sử dụng quai, hoàn toàn có thể tháo lắp một cách dễ dàng. Toàn bộ sản phẩm được Lekas tự thiết kế và tự sản xuất tại Việt Nam, được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành chính hãng trọn đời tại Lekas Leather. Ba lô Wow có 3 cách sử dụng: xách tay, đeo vai và đeo chéo, có mức giá chỉ từ 2.990.000. Với mã sản phẩm là W2, các chị vui lòng comment ngay dưới bài viết này để thợ da Lekas có thể nhanh chóng gửi những cái sản phẩm xinh đẹp này tới cho chị ạ.